À, xin à, kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận trực tiếp vòng thi đấu thứ 5 trong khuôn khổ của giải cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020. Trận thi đấu mà buổi chiều hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn ở vòng 5 tại bảng A sẽ diễn ra giữa hai kỳ thủ đó là kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ à, chủ nhiệm của câu lạc bộ Kinh Bắc tỉnh Bắc Linh và danh thủ lão làng Nguyễn Quốc Tiến à, chủ nhiệm của câu lạc bộ Cát Bi Hải Phòng hai kỳ thủ đã bước vào màn so đọ ngay sau phần khai cuộc như vậy các bạn thấy rằng là danh thủ nguyễn quốc tiến là người ngồi bên tay phải mặc màu áo xám đã sử dụng thế trận thuận pháo để có thể đôi công cùng với cả kỳ thủ mặc áo trắng đó là anh nguyễn xuân độ đến từ tỉnh bắc ninh ván đấu đang hứa hẹn sẽ diễn ra một cách hết sức là hấp dẫn tại bảng A của giải đấu năm nay. Trước khi diễn ra vòng năm này có tất cả 23 kỳ thủ tham dự. Thì hiện nay kỳ thủ đang dẫn đầu đó là anh Hứa Quang Việt của đơn vị chủ nhà Hạ Long. Tiếp theo là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Long. Nguyễn Hoàng Long được 3 điểm rưỡi. Sau đó là bốn kỳ thủ đang chia nhau ở những vị trí tiếp theo và có khả năng tranh đua để có thể lọt vào nhóm có thứ hạng cao gồm có các kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Đăng Ngọc và Nguyễn Văn Lộc. Như vậy ở ván cờ này, các bạn thấy rằng là kỳ thủ bên đỏ đã triển khai thế trận thuận pháo chậm ra xe để đối phó với cả hệ thống thuận pháo trực xe của bên đen. Danh thủ Nguyễn Quốc Tiến là danh thủ lão làng của làng cờ miền Bắc, ông sinh năm 1954, đã từng chinh chiến các giải quốc gia cách đây rất nhiều năm và ông đã từng lọt vào A1 toàn quốc. Bản thân danh thủ Nguyễn Quốc Tiến cũng được coi là một trong những kỳ thủ mạnh của làng cờ miền Bắc trong những thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong khi đó thì đối thủ của danh thủ lão làng Nguyễn Quốc Tiến trong trận này đó là kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ, anh đang là chủ nhiệm của câu lạc bộ Kinh Bắc của tỉnh Bắc Ninh và cũng là giám đốc của công ty Thiện Tâm, một đơn vị rất có sự yêu mến môn cờ và thường xuyên tài, tài trợ cho các giải đấu của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Đây là trận đấu mà hai kỳ thủ đang ngấp nghé khả năng tranh đua bởi vì các anh đang ngồi ở bàn số 2 và đều được 3 điểm sau 4 vòng. Ai thắng trong trận đấu này sẽ có khả năng à, có khả năng là nuôi hy vọng để có thể tiếp tục chiến đấu ở hai vòng đấu cuối cùng. Thể thức thi đấu tại giải cờ tướng à, chúng ta đang xem là chia làm hai bảng A và bảng B. Mỗi bảng đều thi đấu tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 7 vòng để xác định các thứ hạng trong bảng và trận chung kết sẽ diễn ra giữa kỳ thủ nhất bảng A gặp kỳ thủ nhất bảng B. Còn trận tranh ba tư sẽ diễn ra giữa kỳ thủ nhì bảng A gặp kỳ thủ nhì bảng B. Các thứ hạng còn lại sẽ xếp hạng từ hạng 5 cho đến hạng 12. Bảng A là bảng đấu bao gồm các kỳ thủ là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, giám đốc các doanh nghiệp hoặc là thủ trưởng các đơn vị. Còn bảng B là các kỳ thủ còn lại của các câu lạc bộ. Và tất cả sẽ đều thi đấu đồng loạt với nhau trong một ngày hôm nay tức là trong buổi chiều hôm nay sẽ diễn ra tất cả là bốn trận đấu trong đó là ba vòng cuối cùng vòng 5 vòng 6 vòng 7 của giai đoạn 1 và sau đó là trận chung kết và tranh hạng 34 Như vậy là trở lại với cả thực chiến Các bạn thấy rằng bên đỏ đang di chuyển quân lực một cách rất độc đáo rất nhiều nước khai cuộc nhưng kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ của tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa hề xuất động hai xe chủ lực và hai xe lộ 1 và lộ 9 vẫn đang án binh bất động và anh ta chỉ sử dụng những nước cờ một cách thuần tục của hệ thống pháo mã. Và bên đỏ lại tiếp tục đấm lưỡng đầu xà rồi, binh 3 tấn 1 để tránh cho đối phương dùng thủ pháp đó là xe 8 bình 7 ăn tốt đẻ mã. Vâng xin chào quý vị tất cả các bạn yêu cầu Các bạn đang theo, theo dõi trận thi đấu thuộc vòng 5 trong khuôn khổ của giải cờ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020 đang diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Buổi sáng nay thì mọi người đã cùng đồng hành để theo dõi bốn ván đấu đầu tiên rất là hấp dẫn và kịch liệt. Và chiều nay chúng ta theo lịch trình sẽ thi đấu tiếp ba ván đấu cuối của trận 1 và sau đó là trận chung kết. À, các trận đấu đều được phát trực tiếp trên à, các kênh sóng truyền thông nổi à, tiếng của làng cờ Việt Nam ví dụ như là kênh à, sông Mã ca của đài truyền hình kỹ thuật số VTC kênh YouTube CLB cờ hồ gươm của câu lạc bộ cờ hồ gươm và trên kênh YouTube của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam à, thay mặt những người làm chương trình à, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự yêu mến ủng hộ à, động viên và tài trợ của các tập đoàn công ty các mạnh thường quân cụ thể đó là tập đoàn đầu tư Quảng Linh tập đoàn Center, tập đoàn Rick Group, liên đoàn cờ Việt Nam, công ty bánh mì B cộng, công ty Tembre, công ty bóng đèn phích nước dạng đông và rất nhiều những đơn vị khác nữa. Ở hình thế này thì các bạn thấy rằng là kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ đã bắt đầu xuất động xe một bình hai để mời đấu rồi sau những nước cờ dền dứ trước đó để đuổi xe chiếm vị các bạn thấy rằng là những nước đi của kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ đến từ câu lạc bộ Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh rất là hay và nhịp nhàng ở à, đây là một kỳ thủ mà thuộc dạng phong trào nhưng mà anh chơi khá là hay và bản thân anh Nguyễn Xuân Độ ngoài vai trò là chủ nhiệm của câu lạc bộ kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh thì anh còn là à, giám đốc của công ty thiện tâm và là một doanh nghiệp rất là yêu cờ và đã tham gia giải thi đấu cờ tướng cúp doanh nhân lần thứ nhất do liên đoàn cờ tướng Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua. như vậy là hai bên đã đấu xe rồi Vâng, lão tướng danh thủ lão làng của thành phố hải phòng à, đang à, gặp nhiều khó khăn khi mà đối đầu với kỳ thủ đến từ tỉnh bắc Linh. và danh thủ à, nguyễn quốc tiến là kỳ thủ của đơn vị câu lạc bộ cát bi của thành phố hải phòng ông cũng đã nhiều năm thi đấu tại các sân chơi à, cấp độ quốc gia rồi và cũng gặt hái được nhiều thành tích rất tốt Trước đây thì uh, danh thủ Nguyễn Quốc Tiến là thành viên chủ lực của đội tuyển cờ tướng Bộ Công an. Và ông rất nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. À, như vậy lại tiếp tục đấu xe để có thể chuyển cờ tàn. Và sau nước cờ này thì danh thủ Nguyễn Quốc Tiến đã dùng pháo vật tốt để ăn lời con uh, tốt đầu của đối phương. Hình cờ tàn này là hình cờ tàn có lợi dành cho bên đen. À, để tiện cho các bạn theo dõi về diễn biến của ván của các trận chiến của giải thi đấu cơ tướng đồng đội chủ nhiệm các câu lạc bộ thì tôi xin uh, tạm đọc qua là giải đấu chia làm hai bảng A và B. Trong đó thì bảng A là bảng đấu dành cho các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm cũng như giám đốc doanh nghiệp và thủ trưởng đơn vị. Thì uh, bảng đấu này là gồm có tất cả là 23 kỳ thủ tham dự. Thì hiện nay kỳ thủ Hứa Quang Việt đang dẫn đầu với 4 điểm sau 4 ván toàn thắng. Tiếp theo là anh Nguyễn Hoàng Long với 3 thắng 1 hòa. Tiếp theo là các kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Đăng Ngọc mỗi người được 3 điểm. Sau đó là hai kỳ thủ Nguyễn Văn Nhuận và Phạm Chí minh mỗi người được 2 điểm rưỡi. Trong khi đó thì cuộc đua tranh ở bảng B là bảng đấu mà có nhất nhiều kỳ thủ mạnh thì hiện nay rất bất ngờ kỳ thủ đang dẫn đầu lại là kỳ thủ Nguyễn Văn Minh đến từ câu lạc bộ Kinh Bắc tỉnh Bắc Linh với 4 trận toàn thắng. Tiếp theo là anh Nguyễn Văn Tuấn của câu lạc bộ Song Hào Nam Định với 3 thắng 1 hòa được 3 điểm rưỡi. Sau đó là kỳ thủ Nguyễn Văn Thành của đội tuyển Cát Bi. Rồi là những kỳ thủ mà là có tiếng hơn như là Trần Thế Anh rồi Vũ Huy Tuân. Còn lại là nhóm 2 điểm rưỡi là gồm có các cao thủ đó là Phạm Thế Hưng, Nguyễn Văn Bo, Lê Trắc Nghiêm, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Minh Hưng. Và sau màn đấu hai xe thì rõ ràng là bên đen đang muốn phát huy tác dụng của việc cướp được tốt đầu và thể hiện được một cái công phu rất là dạng dày và lão luyện của lão tướng à, năm nay đã rất nhiều tuổi rồi và ông sinh năm 1954. Đấy. Và các bạn biết rằng là với tuổi đời cao như vậy thì à, thi đấu như đến thời điểm như này là rất là hay và trình độ của kỳ thủ Nguyễn Quốc Tiến cũng được đánh giá khá tốt ở tại bảng A. À, bên đen pháo 5 bình 1 ăn thực lợi con tốt rồi. Bên đỏ anh Nguyễn Xuân Độ đã quyết định đi lực cờ mã 3 tấn 5. Và đây là thủ pháp để có thể sau đó có thể tiến mã lên quá ha, vượt ha để có thể bắt mã hoặc bắt pháo của đối phương. Và hình thế này là hình thế mà bên đen đang tạm thời chiếm ưu một chút thôi, nhưng mà không có nghĩa rằng là bên đỏ không còn cơ hội. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ là 20 phút và không có tích lũy. Bên nào dụng kim trước, bên đấy sẽ bị xử thua. À, xin cảm ơn các bạn đã góp ý à, nếu như các bạn mà xem chương trình mà thấy bị mờ ấy, thì cái này là do chính sách mới của YouTube họ bắt các khán giả xem các kênh livestream là phải tự điều chỉnh chế độ à, cụ thể ở đây các bạn có thể bấm vào bánh răng để chọn về chế độ 720 hoặc là 1080 HD xem rất là led Ngoài ra nếu các bạn dùng điện thoại smartphone các bạn có thể gõ vào màn hình và nhìn lên góc trên cùng bên tay phải có biểu tượng nút 3 chấm Các bạn ấn vào đấy các bạn sẽ tìm thấy chữ chất lượng hoặc quality Rồi các bạn chọn bánh răng và chuyển về chế độ mà mình mong muốn Và xin là cảm ơn quý các bạn đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình Và các trận đấu tại giải đấu này đều được phát trực tiếp từ vòng đấu mở màn cho đến khi hết trận chung kết Và các bạn thể search trên các kênh youtube quen thuộc Đó là kênh sóng Mã Ca của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC kênh CLB cờ hồ gươm của câu lạc bộ cờ hồ gươm rồi kênh youtube của liên đoàn cờ tướng việt nam vâng trở lại với cả thực chiến của ván đấu thì các bạn thấy rằng là kỳ thủ nguyễn xuân độ đang có một hình, thở, một hình thế rất là độc đáo và dùng đòn nhất cửu tượng để giữ chặt hai đầu binh ba binh bảy của mình con mã của bên đỏ đã qua sông tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự chưa thực sự tạo ra những cái áp lực lớn về phía bên đen và trên cái bàn cờ con ở góc dưới bên tay trái đây là trận đấu giữa hai cao thủ lão làng đó là kỳ thủ nguyễn văn tài của câu lạc bộ hà thành cầm quân đỏ đối đầu với lão tướng trần thế anh người đã từng giành huy chương vàng của giải người cao tuổi toàn quốc kỳ thủ trần thế anh cũng đang được 3 điểm và đang có nhiều cơ hội để có thể tiếp tục đua tranh đây là ván đấu mà liệu bên đen thắng thì bên đen sẽ tiếp tục mục tiêu để tiến vào trong cái nhóm đạt thứ hạng cao tại giải Và như vậy là ván đầu đã đưa về kết cấu cờ tàn pháo mã rồi Bên đen đang lợi thế hơn nhờ còn giữ nguyên được hàng binh năm quân tốt Trong khi đó thì bên đỏ đã thiệt hại hai đầu binh rồi Một sự bất lợi không hề nhỏ dành cho anh Nguyễn Xuân Độ Tuy nhiên thì kỳ thủ đến từ câu lạc bộ Kinh Bắc của tỉnh Bắc ninh Vẫn đang chiến đấu một cách rất ngoan cường và quyết liệt Và anh đã nhảy mã 8 tấn 6 rồi Hy vọng là bên đỏ sẽ chờ thời có thể ăn được tốt đầu của đối phương Để cứu vãn cục thế trong thời điểm tiếp theo như vậy là trở lại với ván thực chiến thì đến đây kỳ thủ cầm quân đen vẫn à, đang cố gắng giữ trận địa rất là chuẩn rồi bên đen vừa đi lức cờ bình pháo đã chặn chân mã khiến cho bên đỏ là anh nguyễn xuân độ đang khá bê tắc trong khi đó thì ở bàn cờ con thì à, lão tướng trần thế anh đang cố gắng dồn cánh để chuyển hai xe chuyển một xe hai pháo sang bên để tấn công vào cánh trái của bên đỏ là danh thủ lão làng nguyễn văn tài của đội tuyển hà thành và như vậy là chúng ta đang quan sát cả hai bàn cờ cùng một lúc một bàn cờ ở bảng A dành cho các chủ nhiệm phó chủ nhiệm và các uh, doanh doanh nhân cũng như là các thủ trưởng đơn vị còn ở bảng B là các kỳ thủ còn lại thì ở bàn cờ con thì ở bàn uh, góc trái là trận đấu giữa hai lão tướng đó là nguyễn văn tài của hà thành cũng đối đầu với cả danh thủ trần thế anh của câu lạc bộ cờ hồ gươm đây là hai kỳ thủ đều đang có cái những cái vị trí xếp hạng cao và đang tranh đua nhau kịch liệt à, kết quả sau 7 ván thì sẽ xác định được không những là thứ hạng cá nhân mà còn cả thứ hạng đồng đội và giải đồng đội sẽ tính bằng cách là tính tổng số lút của hai kỳ thủ trong cùng một đội với điều kiện là một kỳ thủ đánh ở bảng a và một kỳ thủ đánh ở bảng b bên à, đội nào có tổng số lút xếp hạng thấp, thấp hơn sẽ được xếp trên trong trường hợp mà có cùng tổng số lút thì sẽ phải so đọ đến uh, hệ số tiếp theo đó là bên nào có kỳ thủ ở bảng a uh, xếp cao hơn sẽ là người sẽ đội đấy sẽ là đội uh, có thứ hạng thành tích đồng đội tốt hơn so với đội kia bằng tên này. Như vậy là trở lại với cả cuộc cờ pháo mã của hai bên là kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ của Bắc Linh và kỳ thủ Nguyễn Quốc Tiến của à, câu lạc bộ Cát Bi Hải Phòng. Thì ván đấu vẫn đang diễn ra theo một cái chiều hướng khá là căng thẳng và vẫn là một cuộc chiến cờ tàn pháo mã sau khi đã đấu hết xe. Và hai bên lúc này thì về điểm binh thì rõ ràng là bên đen sẽ lợi thế ở phần cờ tàn nhờ hơn được đối phương đó là hai đầu tốt bên đen đi nước cờ binh 7 tấn một rồi ý định của bên đen là để hóa giải con tốt à, hóa giải con mã ở lộ 7 trở thành con mã khỏe hơn và cơ động hơn so với lực cờ nó bị con à, tốt của bên đỏ khống chế từ xa rất là mệt À, lúc này đây đến lượt danh thủ Nguyễn Quốc Tiến sẽ là người lựa chọn giải pháp tiếp theo. Các bạn thấy rằng là anh Nguyễn Xuân Độ của câu lạc bộ Kinh Bắc đang chơi những đòn đánh phải nói là rất nhịp nhàng và uyển chuyển. đã sử dụng hai pháo để có thể trói cây của danh thủ Nguyễn Quốc Tiến. Danh thủ Nguyễn Tiến là danh thủ lão làng của làng cờ Việt Nam đã chinh chiến rất nhiều năm chạy đấu trường quốc gia rồi và đã đạt được những thành tích tốt ở giải A2 toàn quốc rồi được xếp vào hạng A1 tức là những vận động viên giỏi nhất của làng cờ uh, Việt Nam và ông ấy cũng đã thi đấu à, rất nổi bật ở sân chơi của làng cờ miền Bắc. À, hình thế này là hình thế đến lượt bên đen đi, bên đen đang rất vất vả để có thể truyền hình. Với các bạn thấy rằng là hai pháo một mã đang trói dọc trục của bên đen rồi. Nếu bên đen mà vút mã đi sẽ bị lập tức sẽ bị pháo à, lổ, pháo là chết cây ngay. À, vì vậy là hình này là hình mà bên đen đang rất khó chơi trước à, đối thủ à, đến từ câu lạc bộ Bắc Linh. lước à, đi của danh thủ uh, uh, Nguyễn Quốc Tiến đang gặp khá nhiều khó khăn khi ông đang bước vào giai đoạn cận giờ và xin nhắc lại các bạn là danh thủ Nguyễn Quốc Tiến cũng không còn là uh, trẻ trung sung sức gì nữa ông đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng với cái uh, lòng đam mê với bộ môn cờ thì ông vẫn đang tham gia thi đấu một cách rất là nhiệt tình và danh thủ Nguyễn Quốc Tiến là sinh năm 1954 và đến nay ông đã 66 tuổi rồi và ở độ tuổi mà rất là hiếm để có thể chơi cờ. Và tuy nhiên thì năm ở tại lúc thời điểm này diễn ra vòng năm thì danh thủ nguyễn quốc tiến cũng đang có được một số điểm tích lũy khá là tốt với 3 điểm 3 điểm sau 4 vòng và bây giờ là cái loại hình đấu cờ tàn pháo mã rất là phức tạp và hai bên đều còn bốn cây chủ lực đó là hai pháo hai mã nhưng mà tôi đang lo về khoảng thời gian dành cho danh thủ lão làng và kỳ thủ của đội tuyển Cát Bi Hải Phòng đang kém giờ rất lặng so với cả kỳ thủ Nguyễn Xuân Độ, giám đốc của công ty thiện tâm và là trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Cờ tướng Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh. À, anh thường xuyên tham gia những giải đấu phong trào như giải chủ nhiệm hoặc là giải giao hữu hoặc là giải doanh nhân và đóng góp rất nhiều trong sự phát triển của liên đoàn cờ tướng Việt Nam cũng như là các giải đấu trong thời gian vừa qua. Như vậy các bạn thấy rằng lúc này đây thì sau một hồi suy nghĩ thì bên đen đã đi nước cờ pháo 1 tấn 1 mục đích để bắt con mã trung lộ của bên đỏ và đang chuẩn bị có nước cờ sang sông con binh 1. ở đây là nước cờ có hai tác dụng liên tiếp của kỳ thủ Nguyễn Quốc Tiến. Và không biết là để đối phó với nước cờ này của bên đen thì bên đỏ sẽ đi như thế nào trong tình huống này. Và chắc là bên đỏ sẽ phải nhảy mã 5 tấn 6 qua sông thôi. À, sau nước đi pháo một tấn một khá là hiệu quả của lão tướng danh thủ nguyễn quốc tiến thì đến lượt kỳ thủ nguyễn xuân độ của câu lạc bộ kinh bắc phải suy nghĩ và đây là bối cảnh cũng không hề dễ dàng dành cho bên đỏ dù rằng bên đỏ đang có thế cô cây khá là à, hay ở lộ tám à, hình thế này thì tôi nghĩ rằng là nhiều khả năng là bên đỏ sẽ đi nước cờ đó là mã năm tấn sáu nhảy mã qua sông À, thời gian thi đấu của anh Nguyễn Xuân Độ đang nhiều hơn rất nhiều so với cả danh thủ lão làng Nguyễn Quốc Tiến bên đen còn chỉ còn 3 phút thôi còn bên đỏ còn tới hơn 11 phút và nhấn mạnh với các bạn rằng giải đấu không có tích lũy giờ không có tích lũy dây bên nào mà dụng kim trước bên ấy sẽ bị xử thua Như vậy là sau khi đối phương đi lướt cờ pháo 1 bình 9 ăn tốt Thì bên đỏ ngay lập tức ra tay Dùng thủ pháp lấy pháo đổi mã và tận dụng thời cơ để có thể nhảy mã chiếu Và tiếp tục là đường pháo 8 bình 6 vỗ vào mặt chiếu rồi Và cực kỳ khó khăn dành cho danh thủ lão làng của đội tuyển Ôi như vậy là có một pha nhầm lẫn rất lặng Và... <laughs> danh thủ cầu bên đen đã nhấc con pháo như con mã và một đường đi rất thú vị có lẽ là do tuổi tác cho nên là danh thủ lão làng nguyễn quốc tiến đã có pha xử lý khá là à, hài hước và, và anh nguyễn xuân độ đã ra dấu là bên đen đã phạm lỗi kỹ thuật rồi à, chỗ này đang chiếu tướng đây chỗ này đang chiếu tướng thì buộc bên đỏ ở à, bên đen phải đỡ đường cờ này đã rồi thích làm gì làm như vậy là lên sĩ rồi và sĩ lâm tấn bốn rồi và một pha các hài <laughs> hước ở một giải đấu mang đậm tính chất là giao lưu và à, gắn kết tình hữu nghị giữa các câu lạc bộ bây giờ đến lượt bên đỏ đi bên đỏ sẽ xử lý như thế nào đây trong à, bối cảnh tiếp theo đây là hình thế mà bên đỏ đang rất chiếm ưu và nếu như à, danh thủ nguyễn quốc tiến mà thi đấu hay à, xin lỗi bên đỏ nguyễn xuân độ mà thi đấu hay thì có thể anh sẽ thắng được lão tướng nguyễn quốc tiến của câu lạc bộ Cát Bi Hải Phòng. À, một bạn hỏi thăm là kỳ thủ Tuấn Bản Đôn thế nào ạ? À? Và tôi xin uh, thông báo luôn là kỳ thủ Phan Anh Tuấn, tức anh uh, Tuấn Bản Đôn của câu lạc bộ Việt Trì Phú Thọ thì uh, đang đánh bàn 5 mà ngồi bàn 4 được 2 điểm rưỡi gặp kỳ thủ Vũ Huy Tuấn của đội tuyển Hạ Long cũng được 2 điểm rưỡi. À uh, của được 3 điểm. Xin lỗi các bạn. Đấy. Và giải đấu này là trận chung kết sẽ diễn ra giữa kỳ thủ nhất bảng A gặp kỳ thủ nhất bảng B bảng A là bảng đấu dành riêng cho các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các doanh các doanh nhân và các thủ trưởng đơn vị. Còn bảng B là các thành phần uh, vận động viên khác còn lại của các câu lạc bộ. Và hình cờ này là hình cờ bên đen đang rất dễ thua. Uh, như vậy là bên đẹp đỏ anh Nguyễn Xuân Độ của Kinh Bắc đã có một đường cờ phải nói là rất táo bạo và chính xác đó là binh bảy tấn một vượt sông để bắt pháo nếu đối phương mà ăn tốt lên sẽ bị dính đòn à, mã sáu mã bảy thoái sáu chiếu tướng ăn pháo ngay và chết cây trong hình thế mà không còn xe là một sự rất đau đầu dành cho bên đen và bây giờ thì bên đen đã lợi dụng thời cơ đâm pháo chiếu rồi và vẫn đã đưa được tốt ba lên tuy nhiên các bạn để ý rằng là hình này là hình thế mà bên đỏ đang lợi thế về hình cờ và lợi thế về cả thời gian và kỳ thủ nguyễn xuân độ nằm trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ kinh bắc tỉnh bắc ninh một trong những câu lạc bộ rất mạnh đã từng hai lần vô địch giải đồng đội miền bắc và thành phần thi đấu của câu lạc bộ kinh bắc rất là mạnh gồm có các chiến tướng trước đây như là hà văn tiến rồi phùng quang điệp rồi các cao thủ hàng tá như là dương đình trung trần quang chiến rồi uh, Nguyễn Hồng Thanh, rồi uh, uh, kỳ thủ uh, Đỗ Như Khánh. Và câu lạc bộ các Kinh Bắc nó cũng đang có một kỳ thủ đang dẫn đầu đoàn đua ở bảng B, đó chính là kỳ thủ Nguyễn Văn Minh hay còn gọi là anh Minh Công An khi mà anh đang có thành tích tuyệt đối, đó là 4 ván thắng cả 4. Một kết quả phải nói là rất xứng đáng. Trong đó có một ván thắng rất là kịch liệt trước kỳ thủ số 1 của giải đấu theo đánh giá đó là kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Hưng của câu lạc bộ Văn Lâm. vâng bên đỏ đang cố gắng để có thể tìm cách để chiếu tướng liên tục với hy vọng có thể ăn quân hoặc là chiếu sát đối phương à, nhưng mà tình thế này thì đến được à, bên đỏ đang suy nghĩ không biết là lên xử lý như nào đây à, thời gian thi đấu của bên đỏ vẫn còn đang khá nhiều trong bối cảnh tiếp theo À, như vậy là một lứt cờ bay mã vào trung lộ để chiếu rồi buộc phải về sĩ à, như vậy là khả năng sẽ là thoái mã chiếu không thể lên sĩ được vì lên sĩ là sẽ bị mất tướng ngay buộc phải vào tướng nhưng mà vào tướng sẽ bị lứt cờ lăng mã 5 tấn 7 là cục ngay như vậy là một cự phối hợp pháo hai mã quá đẹp và danh thủ nguyễn quốc tiến đã phải vui vẻ bắt tay à, chấp nhận đầu hàng trong bàn đấu cờ tàn với kỳ thủ nguyễn xuân độ đến từ câu lạc bộ kinh bắc của tỉnh bắc ninh một bán cờ rất hay của kỳ thủ à, nguyễn xuân độ